Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa các quý đạo hữu, mỗi mỗi chúng ta hầu như rất là nhiều người khi làm ăn thì thường gặp phải cái trường hợp là bị người khác người ta làm hại cái việc của mình, đi đến thất bại. Thì từ cái thất bại đó thì chúng ta lại kéo theo những cái thất bại về sau. Và cũng có người thì thành công, nhưng cũng có người thì lại thất bại này nối tiếp thất bại khác. Thế thì hôm nay Yến cùng với các quý đạo hữu cùng trạch bài pháp số 104 Oai Lực của Đức Phật Vua Ma Vương hay sao. Và thỉnh các quý đạo hữu nghe lại bài trạch của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh rất là rộng nghĩa. Còn hôm nay thì Yến sẽ trạch theo một cái ý mà phù hợp với đời sống tại gia của Phật tử chúng ta. Đó là chúng ta sẽ học ở trong bài kinh này cách thực hành để dẫn đến thành công được. Khi ở trong trường hợp là chúng ta làm ăn hay chúng ta gặp làm cái việc gì đó mà bị cái người ác người ta hại mình, khiến cho mình bị thất bại, thì chúng ta sẽ biết cách để chúng ta thực hành để có được thành công sau cái sự thất bại đó. Thì thỉnh các quý đạo hữu chúng ta chắp tay niệm vòng danh Phật cầu gia hộ rồi chúng ta vào buổi trạch pháp thường kỳ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa các quý đạo hữu, hôm nay chúng ta rút ra được cái cách thực hành của chúng ta nhờ một sự thất bại của Đức Phật khi đi khất thực không được người Bà La Môn cúng dường. Yến xin đọc văn kinh. Bạch Đại Đức, Đức Đại Giác đã tròn đủ các công hạnh Ba La Mật. Nhờ trong vô lượng kiếp, Ngài đã tích lũy biết bao nhiêu công đức và phúc báu, nên kiếp cuối cùng này chắc Ngài cũng viên mãn tài lộc, viên mãn lợi danh, viên mãn về tứ sự như y phục, vật thực, chỗ ở và thuốc men. Phải vậy không, Đại Đức? Đức Vua hỏi. Đại Đức Na Tiên đáp, tâu vâng. Đức Vua lại hỏi tiếp, chuyện khác thì thôi nói, chỉ nói đến vật thực. Nếu Đại Đức bảo rằng phước báo về vật thực của Đức Thế Tôn là rất lớn, rất viên mãn, luôn luôn dư thừa, không bao giờ thiếu thốn, thế tại sao một lần nọ khi Ngài đi trì bình tại nhà người Bà La Môn Pankasala, Ngài không nhận được vật thực, đành phải ôm bát mà đi ra? Đại Đức nghĩ sao về trường hợp ấy? Đại Đức Na Tiên nói, rồi Đại Vương sẽ sáng tỏ thôi. Đức Thế Tôn chẳng bao giờ thiếu vật thực đâu. Sở dĩ tại nhà người Bà La Môn Pakasana, Đức Phật phải ôm bát không trở ra là do Ma Vương quậy phá. Ma Vương đã dùng thần lực che mắt người Bà La Môn đấy, tâu Đại Vương. Đức Vua lại hỏi tiếp, thưa, chuyện ấy mà có thì phát sanh hoài nghi khác nữa. Hoài nghi rằng công năng vô lượng phước báo Ba La Mật của Đức Thế Tôn ở đâu mà khi ấy nó không trổ quả. Đại Đức Na Tiên nói, chẳng phải thế đâu, Đại Vương. Lúc ấy vì Ma Vương có tâm ác rất mãnh liệt, đã tìm cách che mắt ông Bà La Môn không cho thấy Đức Thế Tôn. Đức Vua Minanda lại hỏi, nếu thế thì phát sinh nghi vấn to lớn hơn nữa.
rằng là điều ác đã thắng điều thiện, rằng là tâm ác mãnh liệt của ma vương đã chiến thắng sự toàn thiện của Đức Thế Tôn, rằng là sức mạnh uy đức của Đức Thế Tôn do viên mãn ba la mật vẫn không bằng sức mạnh ác đức của ma vương. Rồi người ta lại còn mỉa mai biếm nhẽ rằng: ồ, té ra ngọn cây mà nặng hơn gốc cây, tà đạo mà vẫn thắng chánh đạo, người xấu xa độc ác, người hung dữ tham sân vẫn thường là kẻ có nhiều sức mạnh hơn người hiền thiện, người tốt, người khiêm nhu và đức hạnh chẳng lẽ nào lại có sự thật đau lòng trên thế gian này như thế, thưa Đại Đức. Kính thưa quý đạo hữu, trong câu hỏi này thì ông vua Minanda, ông ấy có đặt thêm một cái nghi vấn rằng là nếu như mà ác ma mà lại che được mắt Bà La Môn, không cho Bà La Môn cúng dường Đức Phật, thế thì oai lực ba la mật của Đức Phật ở đâu mà lại có thể mà không thắng được ác ma, mà để cho ác ma che mắt ông Bà La Môn kia, khiến cho ông Bà La Môn kia không cúng dường được tới Đức Phật. Có phải là oai lực của ác ma mạnh hơn công đức ba la mật của Đức Phật, và những kẻ ác kia thì thường nó mạnh hơn là người thiện hay sao? Này, chúng ta cùng xem Đại Đức Na Tiên trả lời thế nào. Đại Đức Na Tiên nói: chánh bao giờ cũng thắng tà, gốc bao giờ cũng nặng hơn ngọn, thiện bao giờ cũng thắng ác. Đại vương chẳng cần phải bi quan như thế. Sức mạnh dẫu là ác tâm của ma vương cũng chẳng bao giờ có thể thắng nổi Đức Thế Tôn toàn thiện đâu. Đại vương phải hiểu rằng lúc ma vương với ác tâm mãnh liệt đã tìm cách che mờ mắt của Bà La Môn, không cho thấy Đức Thế Tôn. Tâm ác mãnh liệt là khác, mà che mờ mắt là khác, tâu đại vương. Tức là ở đây Ngài Na Tiên nói là tâm ác mãnh liệt là khác, mà cái sự che mờ lại là khác. Chúng ta xem khác nhau thế nào. Đại vương, điều này đại vương có thể hiểu được qua một ví dụ. Ví như cung điện của đại vương có nhiều cổng thành ra vào. Mỗi cổng thành như vậy thường có một số quân lính túc trực cùng với một viên võ tướng chỉ huy canh gác. Vì đại vương yêu thương thần dân như con nên hằng ngày có một số người mang đến mật ong, sáp ong, cơm nước thượng vị vào dâng cho đại vương vì lòng tôn kính và sự ngưỡng mộ. Có một viên phó tướng chợt sanh tâm ganh tị với đại vương. Khi người ta mang vật phẩm đến, viên phó quan ấy chặn lại, xét hỏi rắc rối không cho vào, làm cho đại vương không nhận được vật phẩm ấy. Đại vương nghĩ thế nào? Đại vương không nhận được vật phẩm là bởi sức mạnh uy lực của đại vương không bằng sức mạnh uy lực của người gác cửa hay sao? Nhà vua đáp: tên gác cửa ấy, nếu trẫm bảo nó chết, nó phải chết, thì làm sao lại có sức mạnh uy lực hơn trẫm được? Ngài Na Tiên nói: đúng thế, vì tâm ganh tị của tên võ quan quá lớn nên sinh ra việc ngăn người ta vào, chứ sức mạnh uy lực làm sao bằng được đại vương. Cũng vậy, vì ma vương tâm ác quá mạnh, che mờ mắt Bà La Môn, chứ sức mạnh uy lực của ma vương làm sao bằng Đức Thế Tôn được. Đại vương nên hiểu như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái tâm ác ma quá mạnh, cho nên cái tâm ác ma đấy che mắt Bà La Môn, làm cho Bà La Môn không cúng dường được cho Đức Thế Tôn, thì không được hưởng cái phần phước báo về việc cúng dường cho Đức Thế Tôn, là Bà La Môn bị thiệt hại, chứ không phải là cái oai lực của ma vương kia lại mạnh hơn Đức Phật. Trên chúng ta phải phân biệt chỗ này cho rõ nhé. Cái việc ác của ma vương là đem đến sự mất lợi ích của Bà La Môn. Thế giờ chúng ta xem là lợi ích của Đức Thế Tôn thì thế nào, thì chúng ta mới khẳng định được là ai mạnh hơn ai chứ, đúng không? Nghe kinh đến chỗ này thì chúng ta mới bảo là chỗ này mới chứng tỏ được cho rằng là
là ma vương nó che mắt Bà La Môn, làm cho Bà La Môn không cúng dường được. Còn chỗ này Đại Đức Na Tiên mới nói là không thể khẳng định được là oai lực của Đức Thế Tôn lại không bằng ma vương. Chỗ này là chúng ta học được cái của người trí đây này. Dù rằng nàng Đại Đức Na Tiên có lấy ví dụ rằng cái tên gắt cổng kia với lại ông vua. Thế nhưng mà rõ ràng là ông vua có oai lực, là ông vua ông biết rồi, cho nên ông biết là oai lực của ông hơn tên gác cổng. Thế nhưng mà còn Đức Thế Tôn là chúng ta là người tư duy, chứ chúng ta chưa phải là Đức Thế Tôn để chúng ta khẳng định cái điều đó được. Thì chúng ta xem tiếp câu chuyện thì chúng ta mới có thể xem thế nào mới khẳng định được là ai mạnh hơn ai. Vâng, vậy trẫm đã hết nghi rồi. Đại Đức Na Tiên chợt hỏi, thế hàng ngày đại vương cũng thường nhận được vật phẩm như vậy hay sao? Có khi nào những tên gác cổng ngăn chặn tất cả cổng thành làm cho đại vương mất phần lợi lộc? Vua đáp, làm sao lại mất được? Đại Đức, biết bao nhiêu là cổng, biết bao nhiêu người vào, lại nữa tên võ quan kia chỉ trực cổng, ngày hôm sau đã đổi viên võ quan khác, vật phẩm của trẫm không bao giờ thiếu. Thưa Đại Đức, quý trọng. Hay lắm, Đức Thế Tôn cũng y như thế. Trưa hôm đấy, tuy Đức Thế Tôn ôm bát không từ nhà người Bà La Môn đi ra, do từ phước báo quá khứ của Ngài làm cho chư thiên nóng ruột, khi quán xét biết sự việc ấy, quá nhiều chư thiên đã hối hả làm vô số món ăn từ cõi trời xuống dâng cúng cho Đức Thế Tôn. Thế đó, sức mạnh của ma vương không thể hơn sức mạnh của Đức Thế Tôn, tà không thể hơn chánh, ngọn không thể nặng hơn gốc, ác không thể thắng thiện, và công đức phước báo của Đức Thế Tôn bao giờ cũng dư thừa viên mãn. Tâu Đại Vương. Thế chúng ta thấy Đại Đức Na Tiên là quá là tuyệt vời. Vì nếu như chỉ dừng lại ở ví dụ trên mà ông vua ông đã đồng ý, ừ đúng rồi, thì vẫn còn có nghi. Thế nhưng Đại Đức La Tiên phá nghi thêm cho nhiều những kẻ ngoại đạo mà muốn phá Phật Pháp nữa, thì Ngài lấy thêm một cái ý nữa, đó là hàng ngày vua được rất nhiều người đến dâng cúng hay không? Thì vua bảo đúng rồi. Thế thì một cái tên này nó gác cổng, nó chặn lại. Thì nếu như thực là Đức Vua là người có phước từ trước, có oai lực từ trước, thì phải có nhiều người dâng cúng. Đấy, thì dù có bị chặn đi chăng nữa thì vẫn phải còn người khác dâng cúng, thì mới nói nên là Đức Vua có cái oai đức đối với lại nhân dân chứ. Liên tưởng ví dụ sang chuyện của Đức Phật, nếu người này mà không cúng được cho Đức Phật thì sẽ có người khác cúng. Thế chính vì như thế cho nên chư thiên đã xuống cúng dường cho Đức Phật. Thế thì ở cái phần mà Yến muốn nêu để cho chúng ta vận dụng bài kinh, chúng ta thực tập đối với cái việc mà chúng ta bị người ác hại chúng ta trong cái việc chúng ta kinh doanh làm ăn, hay trong quan trường, hay là trong học hành thi cử, hay trong bất cứ một vấn đề gì. Thế thì sau khi chúng ta bị người ta hại rồi mà chúng ta lại có thể được cái thành công lớn hơn cái lúc mà lúc đầu nữa thì nên làm gì? Kính thưa quý đạo hữu, vì là cái ác ma là che cái phần thức ăn của loài người cúng dường đến Đức Phật. Tức là Đức Phật sẽ không lấy được cái phần thức ăn của Bà La Môn, thế nhưng mà lại được chư thiên cúng dường. Thì đương nhiên thức ăn của chư thiên thì mỹ diệu hơn rất là nhiều lần so với thức ăn của cõi người. Tức là hai cái này không phải là đơn vị để so sánh, không so sánh được các quý đạo hữu ạ. Thế thì Đức Phật có được cái việc đó là do oai đức cũ của Đức Phật, do các công đức ba la mật của Đức Phật, nhưng nó phải có một lý do trong hiện tại nữa. Thì kính thưa quý đạo hữu, chúng ta xem là Đức Phật với cái tâm hiện tại của Ngài, tại vì trong hiện tại thì sẽ có được nhân duyên, các quý đạo hữu ạ. Thì ở phần bài kinh này có viết thế này. Đại Đức Na Tiên nói,
Còn riêng Đức Thế Tôn, dù ma vương có tâm xấu với ngài, có lẽ tâm ngài vẫn là tâm giải thoát như hư không? Tâu Đại Vương. Kính thưa quý đạo hữu, chúng ta nên chú ý tới chỗ này. Tức là khi mà ma vương nó che mắt người Bà La Môn, không cho người Bà La Môn cúng dường cho Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn là người rõ biết là ma vương làm việc đó. Nhưng tâm ngài không sân, không giận vì ngài đã thoát hết cái tâm đó rồi. Ngài trì bình, ôm bình, quay ra khỏi nhà của Bà La Môn. Với cái tâm của ngài là tâm giải thoát như hư không. Tâm giải thoát là tâm không có trú vào bất cứ một chỗ nào cả. Không sân, không giận, không có một khởi niệm nào đó đối với lại ma vương. Thì chính vì cái tâm của ngài trong sáng, tâm giải thoát của ngài như thế, khiến cho chư thiên họ phải đến cúng dường và hộ trì. Còn nói với chúng ta là người đang tu tập, thì chúng ta áp dụng vào. Chính cái sự tha thứ, đó là sự tha thứ. Nếu chúng ta gặp phải cái người ác hại chúng ta ấy, thì chúng ta nên làm thế nào? Chúng ta quán chiếu nhân quả, đó là sự giác ngộ. Và chúng ta thực hành sự giác ngộ đó, tức là đây là nhân quả của mình, nhiều đời nhiều kiếp mình cũng đã ác hại người khác rồi, mình làm khổ người khác rồi, khiến cho người ta khuynh gia bại sản rồi, đây là quả báo của mình phải trả. Chính sự giác ngộ đó sẽ dẫn đến cái hành động của mình là không sân, không giận, không lập cái mưu trí để ác hại người ác hại mình. Thì đó chính là công đức giác ngộ được phát sinh ngay trong hiện tiền. Và chính cái công đức giác ngộ đó là hành động tha thứ thì sinh ra phúc báo cho mình. Và chính cái phúc báo đó của mình sẽ bảo hộ cho mình, để cho mình vượt qua cái nút thất bại này. Và nó phát sinh ra các cái nhân duyên để cho mình thành công trong các cái việc làm ăn tiếp theo, các công việc tiếp theo của mình. Thế cho nên là khi mà chúng ta gặp bất cứ một vấn đề gì, chúng ta phải quán chiếu nhân quả, chúng ta biết được ác nghiệp của mình rồi, chúng ta không lên khởi những cái tâm bất thiện nữa, thì chúng ta sẽ được tăng phước, chuyển nghiệp. Các quý đạo hữu ạ, cái công việc đằng sau sẽ tốt đẹp hơn cái công việc trước. Cho nên ở ngoài thế gian của chúng ta ấy, cũng có nhiều những cái chuyện như vậy, rất nhiều. Cái người đi ác hại người khác, thì những người nào là những người không chấp với cái sự ác hại đó, bỏ qua sự ác hại đó, thì người đó sẽ thành công. Còn cái người ác hại đó sẽ đi đến thất bại. Chúng ta quan trọng là ở chỗ khi bị người khác ác hại mình đừng khởi tâm làm sao đó lại giận hờn người ta. Rồi từ cái sự giận hờn đấy lại lập mưu ác hại người ta. Thì cái phước cũ của mình nó sẽ giảm đi. Ví dụ cái phước của mình nó kém, cho nên là mình đã bị người khác ác hại rồi. Mình không so với Đức Thế Tôn được, bởi vì Đức Thế Tôn là ngài là bị ác ma kia nó che đi mắt của Bà La Môn, thì Bà La Môn bị thiệt hại, chứ không phải Đức Thế Tôn bị thiệt hại. Bởi vì kết quả cuối cùng là Đức Thế Tôn được chư thiên cúng dường, cho nên là cái việc đó không gây đến thiệt hại cho Đức Thế Tôn. Thế cho nên là Đức Thế Tôn không phải là còn ác nghiệp, nhưng chúng ta là chúng sinh, chúng ta đang nhiều ác nghiệp chi phối, cho nên chúng ta làm ăn chúng ta phải gặp cái duyên mà bị người ta ác hại mình. Thì lúc đấy là chúng ta đã gặp quả báo rồi, cái phước của chúng ta nó đã giảm rồi. Thế nếu như chúng ta lại dắp tâm, chúng ta lại khởi lên cái sự ác hại cái người ác hại mình nữa, tức là chúng ta lại tiếp tục tạo nghiệp, mà cuộc đời này chúng ta lại phải làm ăn tiếp. Thì chúng ta cứ tạo nghiệp như thế thì chúng ta lại làm ăn tiếp khác, thì phước ở đâu ra để cho chúng ta thành công được trong lần sau?
trên chính sự giác ngộ về nhân quả dẫn đến hành động không chấp trước, không sân giận, không ác hại. Nó chính là hành động tha thứ. Chính cái sự không sân giận, không ác hại, hành động tha thứ này, chúng ta sẽ được tăng phước và dẫn đến thành công hơn trong lần sau. Ở thế gian việc đó cũng đã minh chứng rất nhiều rồi. Nên có những cái người mà người ta ví dụ dạy cho mình làm ăn, xong sau đó mình biết cách làm ăn, mình quay mình phản người ta, mình làm hại người ta, thế nhưng mà người ta vẫn tốt đẹp đi lên, còn cái người làm hại bao giờ cũng đi xuống. Cái việc đó rất nhiều trong thế gian này. Trên qua cái phần kinh này, chúng ta rút được ra một cái bài học, đó là khi chúng ta bị người nào đó ác hại chúng ta, khiến công việc của chúng ta không thành công, thì chúng ta đầu tiên phải tư duy về nhân quả, rồi tư duy đến các cái hành động của mình tiếp theo, mà hành động đó phải là sự thật nhé. Cái chỗ này thì khéo không Phật tử lại hiểu lầm này. Thứ nhất là cái người đấy ác hại chúng ta được đưa ra toàn bộ cái việc của người ta ác hại mình, nhưng không phải với tâm sân giận. Thế nào gọi là tâm sân giận ác hại? Tức là sự việc người ta đến với mình 5, mình nói thành 6, thành 7, thành 8, thành 9, thành 10. Đấy là hành động ác hại và sân giận. Thế còn hành động người ta đưa đến với mình 5, mình phơi bày đủ 5 thôi, thì đấy là sự thật, không phải là ác hại. Và trong tâm mình cũng mong muốn cho người ta được chuyển hóa, muốn cho người ta trở thành người thiện lành và muốn cho người ta thành công trong những cái việc thiện lành khác, thì đấy là tâm mình hoàn toàn thanh tịnh. Đấy là có sự tha thứ và ngăn chặn các việc ác của người, khiến cho người ta không tiếp tục làm ác nữa. Đấy là thiện tâm của chúng ta. Vì chúng ta hiểu được nhân quả, chúng ta biết rằng nếu họ cứ tiếp tục làm ác, và chúng ta là người chỉ có duy nhất mới có thể ngăn chặn hành động ác của họ thôi. Nếu chúng ta không làm thì họ sẽ tiếp tục làm ác và họ sẽ chịu quả báo ác lâu dài. Họ phải chịu khổ lâu dài. Cho nên chúng ta làm bằng sự giác ngộ, bằng sự tha thứ, bằng sự cứu độ, nói ra sự thật, tuy rằng có thể dẫn đến cho người ta những cái khổ đau trong hiện tại có thể nhìn thấy, nhưng cái khổ đấy vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều lần so với cái quả báo mà họ phải chịu nếu chúng ta không nói ra sự thật. Các quý đạo hữu ạ, nhé. Thế thì ở đây thì Yến cũng nhắc tới một cái phần chuyện cũ, đó là cái sự kiện của Chúa Vàng cũng như là cái sự kiện đã đến với Yến khi mà báo lao động đưa ra. Thế thì sự việc báo lao động đưa ra và các báo khác đồng loạt theo cái ý của báo lao động đưa ra một loạt như vậy, thì với mục đích nhằm vào Yến là cá nhân và nhằm vào Chúa Vàng là nơi mà Phật tử chúng ta tu học. Thì khi họ nhằm vào như vậy thì họ làm mất đi lợi ích của những người đau khổ, cũng giống như ác ma kia che mắt Bà La Môn vậy, khiến cho bao nhiêu người đau khổ chỉ còn con đường cuối cùng là đến chùa để được giúp đỡ cho họ thoát khỏi khổ. Đấy, quý đạo hữu thấy bao nhiêu lời cảm ơn, bao nhiêu lời nói của bao nhiêu người, người ta được nhà chùa cứu, được Yến giúp người ta thoát khổ do thử hướng dẫn thực hành pháp của Phật, biết vận dụng pháp của Phật vào đời sống, truyền tải pháp của Phật, người ta thực hành mà người ta được chuyển hóa. Đó là sự thật. Thực chất những cái người Phật tử ở đâu, người ta làm gì quen biết Chùa Ba Vàng trước khi người ta gặp khổ, người ta làm gì quen biết Yến trước khi người ta gặp khổ. Chỉ sau khi người ta gặp khổ rồi, người ta khổ thật sự rồi, người ta đi khắp các nơi rồi, người ta khổ quá rồi, người ta không còn chỗ nào nữa, thì người ta đến đây với mình, đến với chùa, đến với Yến, nhờ sự vận dụng giáo pháp của Phật một cách linh hoạt vào trong đời sống của người ta được thực hành, tu tập, bố thí, cúng dường, sám hối, người ta được chuyển hóa nghiệp. Trên người ta mới trở thành Phật tử của Chúa Vàng và mới trở thành những người có hữu duyên với Yến là do cái sự khổ sẵn của họ rồi. Thế thì báo chí đưa ra những cái cắt ghép không đúng, những cái sự bôi xấu bôi nhọ đó thì làm mất đi cái cơ hội
của nhiều người khác, chứ không phải là mất đi cái cơ hội, cái lợi ích của Yến hay lợi ích của chùa. Bởi vì các thầy tu tập thì các thầy có hai phần này. Thứ nhất là tu giải thoát cho mình và mang pháp giải thoát của Phật tế độ cho chúng sinh, mang pháp của Phật cứu độ cho chúng sinh. Đấy là mục đích của các thầy. Còn về tài vật thì các thầy đã xả hết rồi, có lấy gì đâu. Yến cũng vậy thôi, chỉ ăn đến thế thôi, và mặc cũng đến thế này thôi, và các thầy cũng ba y một bát thế thôi. Cho nên là không làm mất đi lợi ích của các thầy, không làm mất đi lợi ích của các thầy. Khi báo Lao Động và các báo khác liên tục viết những điều sai trái như vậy, không làm mất đi. Thì cũng như trong bài kinh này, ác ma không thể làm mất đi được cái lợi ích của Đức Thế Tôn được. Ngài lại được chư thiên cúng dường, không làm mất đi. Mà chỉ làm mất đi cái phước báo đáng ra Bà La Môn được cúng dường để Bà La Môn tăng phước lên để nhiều đời nhiều kiếp Bà La Môn được hạnh phúc thôi. Thế thì ác ma làm điều này thì đương nhiên sau này ác ma cũng sẽ bị quả báo. Đấy là do gây nghiệp với đối với Bà La Môn và do có ý ác hại Đức Thế Tôn. Đấy, cho nên chúng ta ở đây chúng ta phải hiểu rõ được cái việc này, và Yến cũng nói cái việc cũ này lại để cho Phật tử chúng ta từ một việc thực tế chúng ta có thể liên hệ thấy ở trong kinh có nói tới, có dạy, và chúng ta áp dụng vào để chúng ta tư duy thì chúng ta thấy được cái sự thật nó được đúng như là trong kinh Phật dạy nhé. Chúc các quý đạo hữu chúng ta tinh tấn ấy, chúng ta tư duy pháp chúng ta được rất nhiều lợi ích. Thì cái bài pháp này thì có thể trạch thêm một ý nữa, Yến sẽ trạch cả bài sau. Còn bài này chỉ nói nên một phần, đó là học cái cách để chúng ta thành công hơn trong lần sau, nếu như mà chúng ta gặp phải cái việc bị thất bại do người ác làm hại trong kinh doanh, trong tất cả các việc. Đấy, cho Yến chốt lại cho các quý đạo hữu là khi gặp các việc ác, bị người ác hãm hại khiến cho việc kinh doanh của chúng ta bị thất bại, việc làm của chúng ta thất bại, việc học rồi việc thăng quan tiến chức, tất cả các việc mà chúng ta bị người ác dắp tâm làm hại mình, thì chúng ta nên quán về nhân quả để được giác ngộ về nghiệp, rồi chúng ta tạo thêm phúc mới là không sân không giận, nói ra sự thật để giúp cho người ta đỡ tạo nghiệp. Thứ hai nữa, khởi tâm yêu thương, khởi tâm từ bi, mong muốn cho người ta chuyển hóa. Đấy. Rồi nếu như vì cái việc của mình người ta mắc phải những cái tội nào đó thì chúng ta có thể xin, có thể tha thứ cho họ và mong cho họ được hồi đầu quay tỉnh, trở thành những người thiện lành để sau này đỡ phải chịu quả báo đau khổ. Tất cả cái nguồn tâm đó là sinh ra phúc báo ngay hiện tiền, và cái phúc báo này sẽ sinh ra cái nhân duyên để cho chúng ta có được các cái việc làm ăn mới. Và trong tất cả các cái nhân duyên đó, chúng ta thực hành pháp Phật, tăng thượng thiện tâm, tăng thượng giới, và chúng ta sẽ có những thành công đợt sau nhé. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này thỉnh các quý đạo hữu chúng ta chắp tay hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.